Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp xông hơi luyện sáu trúc. Có một câu chuyện như thế này, có một bạn hỏi tôi rằng là thầy ơi, bây giờ làm sao để cho tiếng sáo được khỏe hơn, mạnh hơn và thổi được chủ động hơn. Tôi nói rằng thế thì con phải luyện luyện xông hơi hàng ngày thì tiếng sáo nó sẽ được cải thiện. Sau một tuần thì bạn đó điện thoại cho tôi và nói rằng thầy ơi, em xông hơi cả tuần mà tiếng sáo không được cải thiện một chút nào cả. Thế vậy thì em xông hơi bằng cách nào? Dạ, ngày nào em cũng ra tiệm xông hơi nhưng mà tuần cả một tuần thì không tài nào mà tiếng sáo của em nó khá hơn. Thế tôi mới nói rằng thế em có massage không? Bạn nói rằng không, em không massage. May quá, nếu em mà massage thì tiếng sáo còn còn yếu hơn nữa. Câu chuyện vui vẻ như vậy là để nói lên rằng cái từ xông hơi không có nghĩa rằng là đi xông hơi, cái đó chỉ có tác dụng cho sức khỏe chứ không có tác dụng cho việc thổi sáo. Xông hơi thì cái từ đó là nó xuất phát từ tiếng Pháp. Ngày xưa tôi cũng nghe cha tôi nói rằng là con phải xông hơi, hoặc là ba tôi nói rằng là phải xông phi lê nhiều. Thứ hai từ từ xông và xông phi lê, tôi cũng không hiểu đó là nó bắt nguồn từ đâu. Sau có tìm hiểu ra thì đó là nó bắt nguồn từ tiếng Pháp. Từ đây là từ xông hơi, đã được mình chúng ta hay nói. Còn xông phi lê, nó là cái từ mà để nói bằng tiếng Việt cho nó dễ. Còn đây là tiếng Pháp là souffler, souffler. Thế thì đọc như thế thì nó khó. Thế nhưng mà người ta ta Việt hóa nó đi, ta gọi là sông phi lê, và về sau để nó tiện thì gọi là sông hơi. Thì tôi cũng muốn giới thiệu các bạn đó là cái nguồn gốc của từ sông hơi trong sáo. Còn bây giờ thì tôi nhắc lại lần trước bài 1 của chúng ta là cách phát âm là cầm cái sáo lên và thổi. Thế thì khi sông hơi thì cũng vậy, gương mặt của chúng ta, cơ mặt chúng ta thả lỏng, cái môi cũng thả lỏng, không phải là thả lỏng mà không được căng thẳng cái môi. Xông phi lê hoặc xông hơi, xông tức là thổi, trong tiếng Pháp là souffler là thổi, và ta luyện thổi nhá. Thế thì các bạn mới tập thì chưa cầm được như thế này thì ta cũng có thể xông xông hơi bằng cách này, là ta thổi làm sao cho nó cái hơi nó được được dài, ta luyện cho hơi nó dài. Muốn vậy thì vẫn cái phương pháp cơ bản rằng hai vai của chúng ta cũng nên thả lỏng thoải mái, người ngồi thẳng ngay ngắn, và khi lấy hơi ở bằng miệng nhẹ nhàng thôi, nén xuống bụng, nén xuống bụng. Lưu ý khi thổi thì cái bụng mình vẫn phải cứng nhé, vẫn phải căng, đừng có xẹp. Trong khi mình thổi tiếng sáo có thể bị run, có thể nó không ổn định, không sao cả, các bạn cứ kệ nó, và dần dần khi các bạn quen thì tiếng sáo nó sẽ thẳng và dần dần nó sẽ trong tiếng sáo. Nào bắt đầu lại. Kéo thẳng, và có bạn thì muốn rung, tôi khuyên là không nên rung hơi. Cái phần đó sẽ để ở phần sau. Trước hết là ta tập để cho tiếng sáo nó ổn định. Xông hơi sáo để cho tiếng sáo thật ổn định. Thế thì các bạn mới thổi cũng không nhất thiết là cứ phải thổi thật dài. Thổi kiệt hơi thì như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là mệt. Bạn cảm thấy gần đuối hơi thì các bạn cứ tự nhiên mà lấy hơi nhé. Thả lỏng hai vai, nhớ thả lỏng cơ mặt. Ánh mắt của bạn có thể nhìn hơi xuống một chút, đừng có nhìn thẳng quá mà cũng đừng có ngước lên, như vậy là làm cho cái cơ mắt của mình cũng sẽ mỏi. Khi các bạn quen rồi, dần dần các bạn sẽ đưa vào tư thế.
Lúc đầu thì hơi khó, thì tốt nhất là các bạn nên bắt đầu từ nốt son nhá, hoặc nốt la cũng được, thì rất là dễ thổi. Các bạn không cần thiết là phải cái khi lên mình lấy hơi ấy, không nên quá lấy quá nhiều hơi. Và khi các bạn cứ nghĩ rằng là lấy quá nhiều hơi, lấy thật nhiều hơi thì nó sẽ được dài, không phải thế. Mà khi các bạn muốn lấy được nhiều hơi thì các bạn sẽ mở miệng nó rất là rộng, và như vậy là nó không tốt và nó xấu. Không nên như vậy. Đôi khi thì chúng ta cũng cần phải lấy nhiều hơi, nhưng mà để làm sao cho chúng ta lấy một cái lượng hơi vừa đủ thôi, không cần quá nhiều. Yêu cầu là tiếng sáo thẳng, thật thẳng, ngắn cũng được nhưng phải thật thẳng. Nếu mà tiếng sáo mà dài nhưng mà lại run hoặc là không ổn định thì điều đó không phải là mục đích của việc xông hơi. Việc xông hơi là làm cho tiếng sáo nó ổn định, nó chủ động. Một điều nữa xin chia sẻ với các bạn rằng là mỗi một nốt ta thổi bắt buộc phải đánh lưỡi, tức là chứ không phải là bài trước tôi đã nhắc rồi, thì lần này thì các bạn cố nhớ nhớ đừng như vậy. Như vậy thì tiếng sáo nó xấu lắm. Vừa rồi các bạn đã học được phương pháp xông hơi, và một lời khuyên rằng là trước khi các bạn thổi sáo, thổi một bài gì cũng được, một bài kỹ thuật hoặc một bài ca khúc, thì hãy luyện xông hơi. Đó là cái bước khởi động, làm sao khởi động cho các cơ thể của mình cũng như lá phổi cũng như các ngón tay và cái khoang miệng, cái cơ miệng của mình nó làm quen với cây sáo. Chúc các bạn thành công.